Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cà phê Ngày mới và bây giờ là 7 giờ, thời gian dành cho chuyên mục điểm báo. Thưa quý vị, ở mỗi một tờ báo, tùy theo đơn vị chủ quản, tôn chỉ, mục đích cùng với đối tượng độc giả hướng tới thì sẽ có các bài viết đặc trưng riêng. Tuy nhiên, lướt nhanh qua cái trang đầu sáng nay, chúng ta đều có thể biết được đâu là những thông tin thời sự nóng hổi được báo chí quan tâm mổ xẻ và đăng tải. Nội dung được nhiều báo chí sáng nay quan tâm chính là vụ việc cây phượng vĩ ngã đổ tại trường trung học cơ sở Bạch Đằng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã khiến cho nhiều em học sinh thương vong, như là một hồi chuông cảnh báo về việc đảm bảo an toàn trong môi trường giáo dục hiện nay. Dạ vâng, và tiếp đó là nội dung cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đặt mục tiêu từ nay cho đến hết năm 2020 sẽ kết thúc điều tra 13 vụ án và ban hành cáo trạng truy tố 17 vụ án và xét xử sơ thẩm 21 vụ án. Bên cạnh đó, các báo đều có bài viết đón đầu sự kiện ngày hôm nay là ngày 27 tháng 5, Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về việc thực hiện chính sách pháp luật phòng chống xâm hại trẻ em, cung cấp cho độc giả cái nhìn toàn cảnh trước sự nhức nhối về vấn nạn bạo hành, xâm hại hay lạm dụng trẻ em hiện nay. Vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua chi tiết của những bài báo mà chúng tôi vừa nêu. Thưa quý vị và các bạn, đầu tiên sẽ là báo Tuổi Trẻ sáng nay có trang bìa ấn tượng với hình nghệ sĩ Ashley Monte mang mặt nạ bảo hộ múa ba lê giữa quảng trường thời đại trống rỗng của tâm dịch COVID-19 New York đang bị phong tỏa vì COVID-19 với một dòng tích rất lớn như thế này ạ. 100.000 người Mỹ chết vì corona, con số đau lòng này đến bao giờ chấm dứt? Rất khó để trả lời, trong khi đó hướng đến vấn đề văn hóa xã hội trong nước thì tờ báo này ngày hôm nay cũng có nhiều bài viết đáng chú ý trên lĩnh vực giáo dục như là ai đem con bỏ chợ, mổ xẻ câu chuyện nhiều bậc phụ huynh đang đưa con lên mạng xã hội, vô tình biến trẻ trở thành một nạn nhân hay là câu chuyện tại các trường quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, phạt nặng chậm nộp học phí phụ huynh xuống nước. Theo bài viết này, những ngày gần đây, nhiều bậc phụ huynh trường dân lập quốc tế Việt Úc VAS than lãi suất chậm nộp học phí trường này quy định quá cao là 0,2% một ngày, tương đương mức 73% một năm. Không ít bậc phụ huynh đã tạm xuống nước tranh thủ đến trường quan tất học phí trong ngày 26 tháng 5 vừa qua. Hiện tại các trường quốc tế quy định các lãi suất phạt chậm nộp học phí khác nhau. Trường quốc tế Australia AIS, trường quốc tế Mỹ Việt Nam AS, VN, trường quốc tế Anh Việt BVIS áp dụng mức lãi suất phạt là 0,05% một ngày, tức là 18,25% một năm, trong khi trường quốc tế Mỹ TAS đã lên đến 1% một ngày, tức là 365% một năm. Theo luật sư Vũ Quang Đức đến từ Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giữa phụ huynh và ban giám hiệu gặp vướng mắc về thỏa thuận học phí tiền phạt, đầu tiên có thể liên hệ với Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn giải quyết. Luật sư Đức cũng khuyên là khi xem xét các hợp đồng, phụ huynh cần nghiên cứu thật kỹ các điều khoản và những trường hợp có thể xảy ra, rồi sau đó mới được đặt bút ký. Và cũng trên báo Tuổi Trẻ số ra sáng nay có bài viết phản ánh thực trạng học sinh hút thuốc lá ngày càng nhiều, không còn là câu chuyện cá biệt đốt thuốc sau giờ tan học, gần như là thói quen hàng ngày của khá nhiều các bạn trẻ đang khoác trên mình chiếc áo trắng học trò. Bài viết có tựa đề đốt thuốc sau giờ học. Cụ thể, bài viết đã chỉ trích và đã trích ý kiến của một nam sinh lớp 11 trường trung học phổ thông dân lập ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Em này cho biết, đi học cả ngày, nếu không hút thuốc thì người cảm thấy rất là mệt và cảm thấy rất là buồn ngủ và không có động lực để học tiếp. Ông Nguyễn Hữu Khánh Duy, giám đốc trung tâm cai nghiện ma túy Thành Đa, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc các học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường có thói quen hút thuốc là tình trạng đáng báo động, bởi đã chưa đầy đủ và cái việc là hút thuốc và hút thuốc theo trào lưu, đua đòi hoặc thể hiện đẳng cấp rất dễ dẫn tới việc bị nghiện các loại chất kích thích khác. Với những trẻ hút thuốc lá, bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng phần lớn xuất phát từ sự lôi kéo, thích thể hiện mình. Đây là sự ngộ nhận cần phải sớm được nhìn nhận và từ bỏ. Tác hại của thuốc lá không chỉ đến trong vài tháng, vài năm mà sẽ tích tụ trong nhiều năm. Chính vì vậy, việc gây hại chậm nên người hút dễ dàng thỏa hiệp, dễ dãi khi hút thuốc. Và cũng trong lĩnh vực giáo dục thì báo Thanh Niên sáng nay có bài phỏng vấn rất đáng chú ý liên quan đến vấn đề khó hiểu xung quanh việc chọn lựa sách giáo khoa tại thành phố Hồ Chí Minh. Bài phỏng vấn của Phó giáo sư Phạm Tất Thắng là Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội được đăng tải trên trang 17 của số báo này. Theo ông Thắng, việc nhà xuất bản giáo dục trả thù lao tổ chức biên soạn sách giáo khoa cho lãnh đạo cán bộ Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, rồi bộ sách của đơn vị này được chọn với tỷ lệ áp đảo là chuyện hơi khác thường, khiến người ta có quyền nghi ngờ về tính khách quan. Điều đó khiến cơ hội lựa chọn của các trường thật sự không còn được như mong muốn, không đúng với mục tiêu của việc Quốc hội quyết định cho phép xã hội hóa biên soạn và có nhiều sách giáo khoa để các nhà trường địa phương lựa chọn. Cũng theo ông Thắng cho biết, chọn sách giáo khoa là công việc chuyên môn nên là việc của nhà trường. Nhưng nếu coi sách giáo khoa là một mặt hàng thì người dân mới chính là khách hàng thật sự. Cha mẹ học sinh chính là người phải chi trả tiền cho việc mua sách mà nhà trường đã chọn.
Do vậy, kết quả chọn không có lý do gì mà không công khai cho người dân được biết. Về nguyên tắc là phải thông báo đến từng bậc phụ huynh, nhưng do lớp 1 chưa tuyển sinh nên các trường phải thực hiện công khai bằng nhiều hình thức khác nhau để làm sao người dân tiếp cận được một cách thuận tiện và dễ dàng nhất. Thưa quý vị, từ số báo ra ngày 25 tháng 5, báo Người Lao Động đã đăng loạt bài viết phản ánh những nguy cơ tổn hại đến sức khỏe khi sử dụng các sản phẩm làm đẹp không rõ nguồn gốc xuất xứ với tiết bài Sự thật đáng sợ trong thế giới kem trộn. Và trong số ra sáng nay, bài viết có tựa đề ấn tượng, ám ảnh, bức xúc và bất lực. Bài viết chỉ trích và trích ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực dược phẩm và mỹ phẩm khẳng định điều này gây hại rất lớn của kem trộn không chỉ là việc phá hoại làn da mà còn ở chỗ gây nghiện như sử dụng thuốc phiện. Lý do nếu ngưng sử dụng kem trộn có chứa corticoid thì da sẽ trở nên sần sùi, đen sạm lan rộng, nhăn nheo và khô, tiết rất là nhiều nhờn và mụn nhiều hơn. Đây được coi là trạng thái lệ thuộc kem gây nghiện cho da. Bác sĩ Vũ Thái Hà, trưởng khoa nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương phân tích, sản phẩm có chứa corticoid dễ mang đến cho da vẻ trắng mịn nhưng lại gây giãn mạch, nám da, thậm chí có thể gây ung thư da nếu sử dụng lâu ngày. Hậu quả là việc điều trị phải mất rất nhiều thời gian mà khả năng phục hồi thấp, chỉ khoảng từ 20 đến 30%. Khi sử dụng lâu ngày, da sẽ bị tàn phá rất nhanh và những hậu quả về sau thật sự khó lường. Vâng, và trong chuyên trang Bất động sản đầu tư, báo Lao động sáng nay thì có một bài viết đáng chú ý với tựa đề như sau. Hà Nội kiến nghị thu hồi 3 khu đất vàng, chủ đầu tư nói gì? Bài viết đưa thông tin, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị thu hồi 3 khu đất vàng thuộc khu đô thị Nam Trung Nguyên, quận Cầu Giấy của công ty cổ phần đầu tư Thị Dương do chậm triển khai nhiều năm gây lãng phí tài nguyên đất. Tuy nhiên, chủ đầu tư cho rằng công ty đầu tư Thùy Dương luôn chấp hành tuân thủ các quy định của pháp luật về việc triển khai đầu tư dự án và mong muốn là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư sớm triển khai dự án này. Lại nói về vấn đề lãng phí tài nguyên đất đai, do sự chê ý của các đơn vị là doanh nghiệp, chủ đầu tư đã khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng. Trên báo Giao thông số ra sáng nay đã phản ánh thực trạng tại thành phố Hồ Chí Minh, câu chuyện tưởng chừng biết rồi khổ lắm nói mãi, đó là công trình chậm tiến độ. Những công trình được nêu tên trong bài viết gồm đường Nguyễn Hữu Cảnh, nút giao thông An Sương, đường Hoàng Hoa Thám, từ cổng doanh trại quân đội đến đường Cộng Hòa, đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn vòng xoay Phú Hữu đến cảng Phú Hữu. Các công trình này đều có vốn đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng, nhưng đều trong tình trạng chậm tiến độ mà nguyên nhân chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, hầu hết đã trở thành những điểm đen giao thông, ngập úng, ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân. Trong khi đó, thì trên báo Công an Nhân dân sáng nay có bài viết cảnh báo về tình trạng buôn bán động vật hoang dã trên mạng Internet. Bài viết trên trang 7 thông tin cụ thể như sau. Cùng với nỗ lực của các cơ quan chức năng, Internet đã không còn là khu vực an toàn để các đối tượng lợi dụng che giấu hành vi vi phạm pháp luật về động vật hoang dã nữa. Đây là thành quả của quá trình tuyên truyền, kiểm tra, theo dõi, xử phạt nghiêm các đối tượng vi phạm về mua bán, săn bắt, sử dụng động vật hoang dã. Như đã thông tin, trong sáng ngày 27 tháng 5, Quốc hội dành trọn một ngày để thảo luận thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em. Đây là chủ đề Quốc hội lựa chọn giám sát tối cao trong năm qua, cho thấy nhiều vấn đề còn tồn tại trong việc bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại. Và trên báo Phụ nữ số ra sáng nay đã có bài viết phản ánh về chủ đề này. Đáng chú ý là phóng sự phản ánh số phận của nhiều trẻ em lang thang cơ nhỡ đang kiếm sống trên vỉa hè. Bài viết trên trang 5, người dân chối bỏ những đứa trẻ phun lửa xin tiền, ghi lại câu chuyện của nhiều trẻ em lang thang phun lửa xin tiền tại thành phố Hồ Chí Minh, bất chấp nguy hiểm có thể ập đến. Hầu hết các trẻ đều bị cha mẹ bỏ rơi hoặc cha mẹ nghiện hút không có khả năng nuôi dưỡng. Nhiều trẻ bị lừa, bị bóc lột sức lao động. Vâng, tham gia bảo hiểm xã hội trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với phương tiện ô tô xe máy là chấp hành đúng chủ trương chính sách về chia sẻ rủi ro khi mà chúng ta tham gia giao thông. Tuy nhiên, điều mà khiến cho người dân chúng ta cảm thấy ấm ức bởi vì khi mà họ bị ép mua bảo hiểm thì quy trình thực hiện bồi thường hỗ trợ lại bị buông lỏng. Phản ánh câu chuyện này, báo Diễn đàn Doanh nghiệp trên trang số 2 có bài viết với nhan đề Bảo hiểm bắt buộc ngược quy trình. Thực tế hiện nay, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đang không phát huy được vai trò, mục đích của việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Khi có tai nạn xảy ra thì thủ tục bồi thường quá phức tạp gây khó khăn cho người thụ hưởng. Ông Trần Nguyên Đáng, Viện trưởng Học viện Bảo hiểm và Quản trị Rủi ro Tài chính cho biết, ở các nước thì người dân thực hiện thủ tục trên không phải chạy ngược chạy xuôi, kiếm đủ thứ giấy tờ như ở Việt Nam. Bởi vì việc thu thập các giấy tờ chứng minh tai nạn và thiệt hại là do doanh nghiệp bảo hiểm phụ trách,
người tham gia chỉ có trách nhiệm là hỗ trợ mà thôi. Vâng, và với những thông tin mà chúng tôi vừa điểm qua thì quý vị và các bạn có thể tìm đọc trên các số báo ra ngày hôm nay cũng như là có thể theo dõi lại trên kênh YouTube của chương trình.